Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng MTV, là một kênh chuyên chia sẻ kiến thức về phát triển ứng dụng iOS với ngôn ngữ Swift. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một game 2D đơn giản với SpriteKit được viết bằng ngôn ngữ Swift. Nội dung của game là cố gắng vượt qua các chướng ngại vật để đạt được điểm số cao nhất. Để bắt đầu, chúng ta tạo một project mới. Ok, ta cùng thực hiện nào. Vì game được phát triển theo chiều ngang của thiết bị nên ta bỏ chế độ Boost Size đi. Và tương tự trong tập info.plit, ta bỏ chế độ Boost Size trên iPad. Vì tệp info.blit nó được di chuyển trong thư mục mới nên trong build setting ta khai báo đường dẫn mới cho thư mục info.blit. Hai tệp game scene và action trong game này ta không sử dụng nên bây giờ ta sẽ xóa nó đi. Đầu tiên ta đặt kích thước cho scene hiển thị được trên iPhone và iPad, sau đó đặt chế độ tỷ lệ của nó là lấp đầy màn hình. Hai thuộc tính này dùng để hiển thị số lượng khung hình trên mỗi giây và số node trên mỗi scene. Thuộc tính tiếp theo để dùng để hiển thị cơ thể vật lý trên mỗi node và ta bỏ qua chế độ sắp xếp theo thứ tự của mỗi node rồi trình bày cái cảnh đó. SKColorExtension dùng để khai báo mã màu dưới dạng hexadecimal mà trong tài liệu của Apple có hướng dẫn về điều đó. Cách để dịch chuyển sang trái và sang phải theo số bit. Tôi sẽ không nói thêm về vấn đề đó, các bạn có thể tìm hiểu trong tài liệu của Apple. This move to view là cuộc gọi khi scene được trình bày bởi một view và ta thực hiện khai báo mã màu trong phương thức này. Tiếp theo ta thêm một file Swift mới và đặt tên cho nó là ground. Nó thừa kế các thuộc tính từ SKSpriteNode để dùng để mô phỏng quá trình di chuyển của nhân vật. Đầu tiên ta gắn cho nó một hình ảnh và đặt tên cho nó với ZBoxSize là -1. Giá trị này càng thấp thì vị trí hiển thị của nó sẽ nằm ở dưới nhất và giá trị càng cao thì nó nằm ở trên cùng. Phương thức này dùng để thêm ground vào trong scene. Bên trong nó, ta tạo một vòng lặp các giá trị đi từ 0 đến 2, nó tương ứng với 3 ground được thêm vào trong cảnh. Giả sử ta có một thiết bị với chiều dài là 2048 pixel, thì ground thứ nhất nó sẽ có vị trí x là 0, ground thứ hai nó sẽ có vị trí x là 2048 tương tự, ground thứ ba là 4096 và y thì được đặt nằm ở giữa màn hình. Ta quay lại file game scene.swift và thực hiện thêm ground vào scene. Bây giờ ta kiểm tra xem cách nó hoạt động như thế nào. Lỗi này nó nói cho chúng ta biết rằng scene này là rỗng và chúng ta cần giải nén nó. Ok, bây giờ ta có một node ground nằm ở giữa màn hình.
Tiếp theo ta sẽ gọi một phương thức dùng để di chuyển ground từ bên phải sang bên trái theo số điểm mà ta chỉ định. Đầu tiên ta liệt kê tất cả các cái node với tên là ground trong scene, sau đó di chuyển node này trừ dần 8 điểm theo vị trí x. Ta đặt giá trị 8 điểm vừa khai báo vào trong MoveSpeed. Thuộc tính này dùng để tăng tốc quá trình di chuyển của ground trong một thời gian chạy. Ta thực hiện khai báo di chuyển của ground trong phương thức update. Và bây giờ ta kiểm tra cách nó hoạt động. Sau khi di chuyển một thời gian thì ground tạo ra một khoảng trống vì nó đã thực hiện hết vòng lặp đi từ 0 đến 2 và bây giờ ta đặt điều kiện cho nó. Bên trong phương thức move ground ta đặt điều kiện nếu vị trí x của ground bé hơn giá trị âm chiều dài của sin thì ta đặt vị trí x của nó bằng 2 lần chiều dài của sin và cứ thế vòng lặp tiếp tục thực hiện. Ok, sau khi chạy được một thời gian thì ground đã được thêm vào 1/2 chiều dài của cảnh. Tại sao lại như vậy? Theo mặc định thì scene có giá trị unchangeable là 0.0, còn các node thêm vào có giá trị unchangeable là 0.5, 0.5. Bây giờ ta sẽ thiết lập lại giá trị unchangeable của ground thành 0.5. Ok, mọi thứ diễn ra thật tốt. Bây giờ ta sẽ thêm nhân vật chính của chúng ta vào trong cảnh, tương tự như cách thêm ground. Ta thực hiện khai báo trong player.swift. Đầu tiên ta gắn một ảnh cho player, đặt tên cho nó và đặt vị trí của nó nằm giữa màn hình và trên ground. Tiếp theo ta thực hiện khai báo phương thức này trong game scene.swift. Ok, ta đã có một player nằm ở giữa scene. Vì hình ảnh của player tương đối lớn nên ta giảm tỷ lệ của nó lại còn 0.75. Ta dịch chuyển nó về bên trái 100 điểm theo chiều ngang của màn hình. Tiếp theo ta thực hiện thêm các vật cản vào trong scene và đặt tên cho nó là World. Đầu tiên ta gọi giá trị CC Float và đặt tên cho nó là Scale. Nếu giá trị ngẫu nhiên của 2 mà bằng 0 thì World này sẽ nằm ở bên dưới ground, còn ngược lại nó sẽ nằm ở phía trên ground. Bây giờ ta thực hiện di chuyển world này từ bên phải sang bên trái, tương tự như cách thực hiện di chuyển của ground. Đầu tiên, ta liệt kê tất cả các cái node với tên là block và di chuyển vị trí x của nó sang bên trái 8 điểm theo thời gian. Ta thực hiện khai báo phương thức nó bên trong update và bây giờ ta sẽ kiểm tra xem cách nó hoạt động như thế nào. Ok, nó đã di chuyển 8 điểm về bên trái giống như ground. Và bây giờ ta thực hiện thêm nhiều world vào trong scene. Thuộc tính timer này nó chỉ định khoảng thời gian bao lâu thì một world mới được thêm vào trong cảnh. Ta sẽ không đặt mặc định thời gian bao lâu thì world mới sẽ được thêm vào cảnh. Ta sẽ tạo ra một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng thời gian mà ta chỉ định thì world nó sẽ thêm vào cảnh. Bên trong folder myUnity ta thêm một file swift mới để mở rộng giá trị series float. Ở phương thức đầu tiên, nó trả về hai giá trị ngẫu nhiên là 0 hoặc 1. Ở phương thức thứ hai, ta đặt điều kiện là min phải bé hơn max và giá trị của nó trả về là min hoặc max. Trong khoảng thời gian ngẫu nhiên từ 1.5 đến 2.5 giây thì một word mới sẽ được thêm vào trong scene.
Và bây giờ ta sẽ kiểm tra cách nó hoạt động như thế nào. Ok, mọi thứ diễn ra thật tốt, nhưng các bạn để ý xem, ở bên dưới góc phải của màn hình thì nó báo số lượng node đang tăng dần theo thời gian. Tại vì ta chỉ thực hiện khai báo mà không thực hiện xóa nó đi khi ta không cần sử dụng nó nữa. Bên trong phương thức spawn curl, ta chạy một hành động là trong 8 giây thì xóa cái node nó đi. Ok, bây giờ vòng đời của một curl nó hoạt động trong 8 giây và tiếp theo ta sẽ thực hiện thêm các đám mây vào trong cảnh. Vì ta có nhiều mẫu của đám mây nên ta thực hiện thêm nó vào trong một mảng của SKSpriteNode. Ta sẽ tạo riêng cho các cloud một file mới để dễ quản lý nó hơn. Bên trong cloud.swift ta thực hiện khai báo. Vì ta có 3 mẫu đám mây nên ta đặt vòng lặp giá trị đi từ 1 đến 3 tương ứng với 3 mẫu của đám mây và đặt tên cho nó với vị trí Z position là nằm dưới tất cả các node. Giá trị alpha của nó là 0.5 và tăng tỷ lệ của nó lên thành 2 chấm. Thêm nó vào trong cái mảng của cloud. Tương tự như cách thực hiện di chuyển của ground và world, bây giờ ta sẽ thực hiện di chuyển đám mây từ bên phải sang bên trái với vận tốc là 3 điểm trên giây. Ta đã thực hiện thêm đám mây vào trong mảng và bây giờ ta sẽ lấy các đám mây từ trong mảng đó ra. Đầu tiên ta thực hiện việc lấy giá trị ngẫu nhiên của mảng cloud và thực hiện copy nó ra nhiều cloud với vị trí X là nằm ở cuối màn hình theo chiều ngang và vị trí Y là vị trí tương ứng với giá trị random mà ta vừa gọi. Vòng đời hoạt động của nó trong 15 giây thì xóa khỏi màn hình. Tương tự như biến timer của world, bây giờ ta sẽ thêm một biến timer của cloud bằng việc trong thời gian bao lâu thì nó sẽ xuất hiện trên màn hình. Ta đã có các node ta cần trên màn hình và bây giờ ta sẽ thêm cơ thể vật lý vào trong từng cái node đó với SKFiseSpotty. Nó dùng để mô phỏng sự va chạm giữa hai node và sự liên hệ giữa các node, vân vân. Đầu tiên ta tạo một file swift mới với tên là thai. Bên trong nó ta thực hiện gọi cấu trúc FiseSit Category. Bên trong cấu trúc này ta thực hiện gọi các giá trị uin32. Các giá trị này nó dùng để tính toán sự va chạm hoặc liên hệ giữa các node. Đây là các giá trị thuộc hệ nhị phân như player nó có giá trị là 2 mũ 0, world là 2 mũ 1 và score là 2 mũ 2. Nó tương ứng với kết quả là 1, 2, 4. Bên trong file player.swift ta đặt SKFiseSpotty là một hình chữ nhật với kích thước là kích thước của player. Affected by gravity thì nó không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Trọng lực này nó tương đương với trọng lực của trái đất. Các bạn đọc thêm hướng dẫn trong tài liệu của Apple. Còn category bitmask đó là giá trị được gán cho mỗi node. Giá trị này nó dùng để tính toán việc liên hệ hoặc là va chạm giữa hai node. Collision bitmask là ta gán cho player này va chạm với world. Tương tự contacted bitmask là player nó sẽ liên hệ với world và for. Tương tự như cách thêm FiseSitParty cho player, ta thêm cho world FiseSitParty với hình chữ nhật tương ứng với kích thước của nó. Trong này ta có thêm thuộc tính iDynamic, tức là ta vẫn sử dụng cơ thể vật lý của nó nhưng trạng thái của nó ở trạng thái tĩnh, tức là nó không bị ảnh hưởng bởi lực hút của trái đất hoặc xoay khi có một va chạm nào đó, vân vân. Bây giờ ta sẽ kiểm tra xem cách nó hoạt động. Như các bạn thấy, player nó đã diễn ra va chạm với world. Contact Delegate nó dùng để khai báo cho sinh biết là các node đã liên hệ với nhau. Bên trong SKFiseSit Contact Delegate có hai thuộc tính ThisBegin và ThisEnd. ThisBegin là cuộc gọi khi hai cơ thể vật lý nó liên hệ với nhau, còn ThisEnd là cuộc gọi khi hai cơ thể vật lý kết thúc liên hệ đó. Bên trong ThisBegin ta thực hiện khai báo. Ta không thể xác định được cơ thể vật lý nào là Body A hay cơ thể vật lý nào là Body B, nên ta gọi nếu category bitmask của body A nó bằng với player thì ta trả về nó là body B hoặc là body A. Bên trong câu lệnh switch ta thực hiện các trường hợp nếu player va chạm với world thì bring ra world và default là break, tức là sau khi thực hiện xong tất cả các trường hợp thì thoát khỏi điều kiện đó để thực hiện điều kiện tiếp theo. Như các bạn đã thấy, bên dưới màn hình gỡ lỗi, sau khi player va chạm với world thì nó bring ra world.
Bây giờ ta thực hiện khai báo. Thay vì bring ra world thì ta sẽ swap player khi va chạm với world. Bây giờ ta sẽ thực hiện kiểm tra nó. Ok, sau khi diễn ra va chạm thì player bị xóa khỏi màn hình. Bên trong file player.swift, ta thực hiện tạo animation cho player giống như cách chúng ta bước đi. Đầu tiên ta tạo một mảng text và ta thêm hai hình ảnh player 1 và player 2 vào mảng. Sau đó ta tạo một hành động lặp lại anime này mãi mãi với cái mảng ta vừa tạo và thời gian thực hiện là 0.1 giây. Bây giờ ta sẽ xem cách nó hoạt động. Tiếp theo ta thực hiện di chuyển player lên xuống ground. Đầu tiên ta gọi một biến có giá trị boolean là false. Khi move down bằng ngược lại với giá trị của nó, tức là nếu nó bằng true khi ta bấm một lần nữa thì nó sẽ là false, hoặc ngược lại là true. Nếu move down là true thì hệ số scale này nó sẽ bằng trừ 0.75, còn ngược lại nếu là false thì scale sẽ bằng 0.75. Action move by là thuộc tính nó dùng để di chuyển một node đến một điểm dựa trên vị trí hiện tại của node đó. Tiếp theo ta quay lại file gamescene.swift và thực hiện khai báo phương thức đó bên trong phương thức thao_chat_begin. Như các bạn thấy, khi ta chạm vào màn hình thì player di chuyển đến vị trí theo hành động move by mà ta đã chỉ định. Tiếp theo ta thực hiện lật ngược cái node khi nó di chuyển đến vị trí dựa trên vị trí hiện tại của nó. Ok, chắc có lẽ khi nhìn vào màn hình thì các bạn đã hiểu cách hoạt động của nó như thế nào. Bây giờ ta sẽ thực hiện việc lấy điểm số cho nhân vật. Bên trong spawn world, ta thực hiện thêm một node mới với vị trí ngược lại với vị trí của world. Tức là, ví dụ, nếu world nằm ở trên thì node này sẽ nằm ở dưới hoặc ngược lại. Bây giờ ta sẽ xem cách nó hoạt động như thế nào. Ok, như các bạn thấy trên màn hình, những điểm màu đỏ sẽ tương ứng với điểm số của chúng ta khi ta chạm vào nó. Tương tự như cách thêm file support cho các node, ta thêm file support cho score. Bên trong this begin, ta thêm trường hợp. Nếu player va chạm với score thì score sẽ xóa khỏi màn hình và ta thêm 1 vào điểm số. Để hiển thị điểm số, đầu tiên ta thêm một biến chứa điểm. Ta đặt điều kiện nếu điểm số này chia cho 5 có số dư là bằng 0 thì ta tăng tốc độ di chuyển của ground và world lên 2 điểm. Như các bạn thấy trên màn hình, sau khi ta vượt qua 5 chướng ngại vật thì tốc độ của chúng ta đã tăng lên 2 điểm. Bên trong phương thức setup timer, ta gọi một hành động là cứ mỗi 5 giây thì giá trị random của world sẽ trừ 1, tức là thời gian tạo ra một world mới sẽ nhanh hơn. Ok, bây giờ ta sẽ thực hiện xem khi nó hoạt động trên các thiết bị khác sẽ như thế nào. Ví dụ như trên iPad hoặc là những iPhone có kích thước khác. Mọi thứ diễn ra dường như là tốt đẹp. Bây giờ ta sẽ hiển thị điểm số trên sinh. Đầu tiên ta tạo một file swift mới đặt tên cho nó là hết. Hết này được viết tắt từ head up display. Bên trong nó ta thực hiện khai báo.
Đầu tiên ta tạo một phương thức thêm label vào trong SKNode. Để thực hiện việc thêm font chữ mới mà ta yêu thích thì ta có thể tải font đó về máy và sao chép nó vào trong project và thực hiện theo hướng dẫn. Phương thức thêm score label này không có gì phức tạp cả, nó giống như thêm một node vào trong scene. Bên trong game scene.swift ta thực hiện thêm head này vào trong scene và từ head này ta sẽ thêm score label vào trong scene. Ok, label đã được thêm vào trong scene, nhưng các bạn thấy hình như font chữ nó không có hoạt động. Ta sẽ kiểm tra lại xem lỗi gì đã gây ra trường hợp đó. Bên trong tab View Faces ở bên dưới Copy Bundle Resource, ta kiểm tra xem font chữ có được thêm vào trong project hay không. Ok, lỗi đó nó diễn ra ở đây. Bên trong này ta chưa copy font chữ vào trong nó, nên bây giờ ta sẽ thực hiện việc copy một font chữ vào trong đó. Bây giờ ta sẽ đặt vị trí của score nằm ở bên trên góc trái của màn hình. Giống như trong UI Kit 2 thuộc tính Horizontal Alignment và Vertical Alignment, nó đặt vị trí hiển thị của đoạn test nằm ở điểm nào đó. Ok, vị trí của score nó được đặt ở góc bên trái phía trên màn hình. Và bây giờ ta kiểm tra xem các thiết bị khác nó có hiển thị giống như vậy hay không. Giống như các bạn thấy trên màn hình thì trên iPhone 8 và trên iPhone 10 nó hiển thị ở ngoài màn hình. Và bây giờ ta sẽ thực hiện việc chỉnh sửa nó. Đầu tiên ta tạo một biến CGRed, nó dùng để tạo một diện tích chung để hiển thị trên các màn hình khác nhau. Đầu tiên ta đặt tỷ lệ của màn hình là 16.9 điểm, sau đó ta lấy chiều dài của màn hình chia cho tỷ lệ đó và ta tính được khung của hình chữ nhật mà mọi thứ nó được diễn ra ở trong đó. Để có thể hình dung rõ hơn, tôi sẽ tạo một hình chữ nhật nó mô phỏng vị trí và kích thước của biến ta vừa gọi nó hiển thị như thế nào trên màn hình thì các bạn hãy xem trên video. Đầu tiên trên iPhone 8 Plus các bạn thấy ở viền của màn hình nó có một khung màu đỏ và tương tự như trên iPad 9.7 inch thì nó sẽ hiển thị vùng đó nhưng nó chưa hai khoảng. Khoảng cách này nó gọi là ngoài lề của màn hình. Ta quay lại file head.swift và thực hiện thay đổi vị trí của score label. Ok, nó đã hiển thị tốt cả trên iPhone 8 Plus và trên iPad 9.7 inch. Rồi, bây giờ ta kiểm tra xem nếu trên iPhone 10 thì nó sẽ hiển thị như thế nào. Vẫn là bên ngoài của màn hình. Bây giờ ta sẽ chỉnh sửa nó như thế nào. Bên trong biến Playable Red ta thực hiện đặt điều kiện nếu các thiết bị là iPhone 10 thì ta có tỷ lệ khung hình là 2.16, còn ngược lại thì có tỷ lệ khung hình là 16.9. Native Bound là thuộc tính khung vật lý tự nhiên, tức là thiết bị ta đang sử dụng. Sau khi kiểm tra thì các bạn thấy nó đã diễn ra tốt đẹp, tương tự như cách thêm score label ta thêm hai score label.
Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện việc lưu điểm số. Các phương thức này dùng để mô phỏng việc đặt và lấy điểm số mà ta đã lưu. Quay trở lại gamescene.swift và bên trong phương thức gameOver ta thực hiện khai báo. Nếu điểm số hiện tại lớn hơn điểm cao trước đó thì ta sẽ thực hiện lưu điểm số hiện tại. Rồi bây giờ ta sẽ thiết lập trạng thái của game là lúc bắt đầu và lúc kết thúc game. Đầu tiên ta gọi một enum. Nó diễn ra các trường hợp là khởi tạo, bắt đầu, chơi và chết. Quay lại file .swift và ta thực hiện khai báo. Các phương thức này không có gì là phức tạp cả. Đầu tiên, ta đặt trường hợp. Nếu trường hợp là start thì ta thêm một dòng chữ tab to start vào giữa màn hình. Còn trường hợp là kết thúc thì ta đặt dòng chữ game over trên màn hình. Rồi sau đó xóa nó đi. Quay lại gamescene.swift và ta thực hiện khai báo. Đầu tiên trạng thái của game là Initial và sau đó là Start. Ở trường hợp Start thì ta in nhầm chữ Tab to Start vào giữa màn hình. Bên trong gamescene.swift. Và ở phương thức update ta thực hiện khai báo. Nếu trạng thái của game không phải là play thì tất cả các hoạt động của cảnh sẽ dừng lại. Ok, và bây giờ ta sẽ kiểm tra xem cách nó hoạt động. Như các bạn thấy, khi nó không phải là trường hợp start thì mọi hành động trên màn hình nó đã dừng lại. Nhưng biến timer nó vẫn hoạt động. Trong khoảng thời gian bao lâu đó nó sẽ sinh ra những cái nốt mới. Và ta thực hiện khai báo phương thức setup timer này sau khi ta chạm vào tab to start. Ok, rồi bên trong game over ta đặt trạng thái của game là dead. Các bạn kiểm tra, sau khi game over thì các biến timer nó vẫn hoạt động và bây giờ ta sẽ vô hiệu hóa nó bằng cách khai báo invalidate.
Ở trường hợp này, sau khi ta chạm vào dòng chữ Game Over thì nó sẽ quay về màn hình Game Sync. Ok, chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng một game đơn giản trên iOS với ngôn ngữ Swift. Nếu có thắc mắc, các bạn hãy đặt câu hỏi bên dưới và hãy bấm đăng ký để nhận được những video mới trong sớm nhất. Và bấm like nếu các bạn thích video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.